Đúng vậy, các bạn đang cùng Diamond đồng hành đi làm cuối tuần ha. Hôm nay là thứ bảy rồi. Coi thử xem ngày hôm nay thứ bảy có niềm vui gì đặc biệt không ha. Cuộc sống cũng cứ vội vã, thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. À rồi chủ nhật, à hôm nay là thứ bảy rồi. Hôm nay chúng ta đi làm rất là sớm nha. Hôm nay là thứ bảy, bây giờ là 8 giờ sáng. Chúng ta phải mau mau để đi kịp chuyến xe lửa sớm nhất có thể ha. Để xem cái thành phố ngày hôm nay có gì vui. Như những cuốn video qua hôm thứ hai, ngày đầu tuần, đây mình đã làm một cuốn video đầu tuần đi kiếm tiền trả chi phí. Thì bây giờ cuối tuần coi thử mình thu nhập được cái gì ha. Như thường lệ, trước khi ngồi xe lửa chúng ta phải tap on ha. Hôm nay trời rất là lạnh, sương lạnh đông trên xe như đá vậy. Mình phải lấy cái nước xịt và rồi mới có thể lái xe được. Thật là may mắn ha, vừa đến là đã có xe lửa rồi. Next stop, Lidcombe. This train will stop at Flemington. Các bạn thân mến, đúng vậy, các bạn đang cùng Diamond đồng hành trong chương trình Cuộc sống ở Úc, nhật ký thời nay. Chúc các bạn một ngày mới thứ bảy thật là nhiều may mắn và nhiều niềm vui nha. This train will stop at North Strathfield. Đây là Rose. Rose có những tòa nhà building rất là đẹp. Dòng sông mình rất là thích, rất là đẹp. Mỗi ngày đi làm ngang qua đây rất là tuyệt vời.
đúng vậy, các bạn đã đến thành phố Trung Hoa. Cảm ơn các bạn đã cùng Diamond đồng hành trong những phút giây qua ha. Chúc một ngày cuối tuần thật là an vui. And thanks for watching and being my movie stars. Cheers. Đây là thành phố xinh đẹp Trung Hoa của chúng ta. Cheers!